Hello chào mọi người, quay trở lại với kênh Nhi Động Chơi Mobile. Hôm nay ngày 13 tháng 8 2024. Ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục về thêm một vài sản phẩm nữa mà lên giới thiệu để mọi người tham khảo, cũng như là mọi người chọn mua sản phẩm nào mọi người alo trực tiếp cho em qua hai số bên trên bảng gỗ này, cũng như là có Zalo luôn mọi người nhé. Địa chỉ bên em là 133 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Ngoài ra thì bên em có hỗ trợ là ship toàn quốc cho người ở xa, hình thức là COD, mọi người được kiểm tra thanh toán hàng tại nhà. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn cho mọi người tham khảo những mẫu có trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì em giới thiệu mọi người một chiếc iPhone. Chiếc này là iPhone 11 Pro Max, máy màu gold. Con này hiện tại hình thức bên ngoài em đánh giá còn khoảng 98%. Máy khá là còn đẹp và cũng như là không bị cấn móp sâu hay là cấn móp gì cả mọi người nhé. Máy màu vàng gold này rất đẹp và bản 256GB. Giờ em sẽ giới thiệu mọi người vào phần trong một chút này. Con này thì hiện tại là máy thay màn hình GX. Màn GX thì cũng là một loại màn khá là đẹp. Nó cũng 1910 với màn zin rồi nên là sử dụng nó cũng khá mượt. Hiện tại đang chạy iOS là 16.6.1 này. Máy là 256GB bản quốc tế, trang bị là một SIM cứng và một eSIM mọi người nhá. Pin con này hiện tại là pin còn 95% này. Face ID các thứ là đều hoàn hảo luôn. Hiện tại là máy Face ID các thứ là đều ok hết, đều nhạy này. Đấy, phía đi cái thứ là ok hết mọi người nhá. Cam quýt này, đấy. Cam trước, cam sau. Các thứ là đều ok hết cho mọi người luôn. Máy màu vàng gold. Về 11 Pro Max thì mọi người cũng không lạ lắm gì rồi. 3 mắt camera sau này. Cũng như là trang bị loa kép này, đó. Chiếc này hiện tại thì bên em đang bán cho người với giá là 6 triệu 400 nghìn đồng. Sẽ bao gồm tặng cho người là ốp lưng, giá màn hình và cũng như là tặng sạc cáp đầy đủ, bảo hành trong vòng là 3 tháng. Lớp 1 là 1 tháng đầu tiên. Ai quan tâm đến chiếc 11 Pro Max bản 256GB quốc tế, máy thay màn GX thì mọi người alo ngay cho em nhé. Và cũng là một chiếc X-Max nữa. Máy màu gold này. Con này thì máy hiện tại là thay pin này, là thay màn hình rồi mọi người nhé. Đấy, thay pin và thay màn hình. Máy 64GB quốc tế này. Cam trước cam sau ok này. Đó, X-Max mọi người nhé. Chiếc này thì em sẽ bán cho người với giá là 4 triệu 4 triệu tư, bảo hành 3 tháng. Máy khá đẹp luôn, iPhone X-Max này. Máy vỏ rất đẹp mọi người nhé. Đó, thay màn thôi, còn đây là mọi thứ ok hết, phê đi đầy đủ này, pin thay nữa. Bao cam kết là main zin mọi người nhé. Ai quan tâm chiếc X-Max mà bán mà bản quốc tế, thay màn hình mà thay pin như này thì hiện tại em đang bán là 4 triệu tư, bảo hành 3 tháng, có tặng là cường lực ốp lưng dán màn, bảo hành 3 tháng nhé. Rồi sang đến tiếp theo là cái dòng Samsung A545G. Bên em hiện tại đang có sẵn hai màu, một màu tím violet, máy thì đều đẹp zin keng hết mọi người nhá. Đó, quay cận cảnh cho mọi người đây, viền viếc đẹp gần như là đẹp keng luôn, không một vết xước mọi người nhá. Trang bị là 3 mắt camera sau, đó, thiết kế dạng lồi lên rất là đẹp luôn, bọc viền kim loại này. Máy lưng sau là trang bị lưng kính mọi người nhá. Màn trước cũng vậy, kính kiếc đẹp này, không bị xước và cũng màn không bị ám ố. A545G bản 2 SIM chính hãng này. Có 5G tại Việt Nam và pin trang bị là pin 5000mAh mọi người nhé. Cấu hình của nó thì sẽ chạy là RAM 8 128GB. Con này thì màn hình là trang bị màn hình 120Hz và cũng như là trang bị vân tay quét trực tiếp trên màn hình. Đó, rất là nhiều tính năng cơ bản cũng như là cái cấu hình cũng như là tốc độ xử lý của con này khá là nhanh. Đấy, cắm trước đây, cắm sau trước đấy đủ hết này. Máy rất đẹp mọi người nhé. Hiện tại thì em có hai màu, một màu tím violet rất là đẹp này và một màu xanh chuối, xanh nõn chuối. Đó, hai màu người nhá. Máy thì đều zin đẹp căng luôn cho mọi người này. Hiện tại cái giá của cái dòng Samsung A545G này thì em sẽ báo giá cho mọi người luôn. A545G bản chính hãng Việt Nam 2 SIM, máy đẹp zin keng, em đang bán với giá là 5 triệu đồng, bảo hành trong vòng là 6 tháng, lớp 1 được 1 tháng đầu tiên, cũng như tặng cho mọi người là ốp lưng này, dán màn hình này và sạc cáp 25W đi kèm mọi người nhé. Đó, ai quan tâm đến chiếc A545G đó, có hai màu như này thì mọi người alo trực tiếp cho em nhé, máy rất là đẹp luôn. Cũng như là sang một sản phẩm nữa là sản phẩm Samsung A345G, nó sẽ rẻ hơn cái dòng A54 một triệu. Hiện tại cái A345G này em có hai màu, một màu bạc gọi là màu đa sắc này và một màu xanh nõn chuối. Hai chiếc này thì máy thì đều đẹp zin keng mọi người nhé, ly lông còn nhiều chỗ này. Đó, màn hình AMOLED này, bao đẹp, hiển thị đẹp không ám ố này. Tần số quét màn hình cũng 120Hz này.
loa kép đầy đủ này, vân tay quét trên màn hình nhận diện khuôn mặt đầy đủ này. A34 5G mọi người nhé, cũng trang bị 5G 2 SIM 2 sóng này, pin 5000. Cấu hình của nó thì sẽ RAM 8/128GB nhá. Loa kép các thứ là đầy đủ luôn, không thiếu thứ gì cả. Đó. Ok chưa? A34 5G em có hai màu, một màu bạc này. Đó. Và một màu xanh nõn chuối. Máy rất đẹp mọi người nhá. Đấy. Quay kỹ cận cảnh luôn, viền ni lông đang còn này, bóc ra mới tinh này. Ok chưa? Hiện tại A34 5G thì em sẽ báo giá là 4 triệu này, tặng ốp lưng, tặng dán màn, tặng sạc cáp bảo hành 6 tháng nhá. À, lớp 1 được 4 tháng đầu tiên. Ai quan tâm đến sản phẩm A34 5G, mọi người alo ngay cho em nhá. Rồi sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung A72 bản chính hãng Việt Nam. A72 bản chính hãng Việt Nam này thì máy gần như đẹp zin keng hết luôn này. Đó, máy rất đẹp mọi người nhá, đẹp 99, đẹp zin keng luôn. Bốn mắt keo đó sau đèn flash đầy đủ, cổng sạc Type C nhá. Jack tai 3.5. Con này thì tần số kép màn hình là 120Hz rồi, loa kép rồi. Đó. A72 này, pin là trang bị pin 5000. Con này thì đã nhìn về bề bên ngoài thì không khác gì con A52, nhưng mà màn hình kích thước nó sẽ to hơn A52 mọi người nhá. Cấu hình sẽ là RAM 8/256GB, có vân tay quét trên màn hình và nhận diện khuôn mặt đầy đủ hết luôn. Đấy, cam thì góc rộng hẹp đầy đủ hết cho mọi người này. Cam trước này. Đó. Loa kép có thứ đầy đủ, màn hình thì bao đẹp không ám mố nhá. Đó. Kính màn hình đẹp luôn. A72, chiếc này thì em đang bán với giá là 3.600.000 đồng. Sẽ tặng cho mọi người là ốp lưng, dán màn, sạc cáp bảo hành 3 tháng, lớp 1 được 1 tháng đầu tiên. Ai quan tâm đến chiếc A72, mọi người alo trực tiếp cho em nhé. Qua hai số trên bảng gỗ này nhắc lại một chút cho mọi người biết. Và tiếp theo sang một dòng sản phẩm nữa, đó chính là Samsung S10 Lite. S10 Lite thì lâu lắm thì bên em mới có hàng. Và hai con này thì máy thì cũng khá là ok. Một con này thì máy màu xanh này, hình thức 99, là một con màu xanh hình thức 99, là một con màu đen thì hình thức được khoảng 98 thôi. Đây em sẽ đi sâu vào giới thiệu cho mọi người này. S10 Lite bản là chính hãng 2 SIM nhá. Pin của nó là pin 4500 và cấu hình của nó sẽ là RAM 8/128GB. Đặc biệt con này thì lại trang bị con chip là Snapdragon 855 nên là mọi người chơi game các thứ thì đều rất là mượt mà luôn. Vân tay cũng được trang bị quét trực tiếp trên màn hình. Nhận diện khuôn mặt đầy đủ ở đây, cam trước đây, cam chụp khá đẹp mọi người nhá. Cái con S10 Lite này này, cam sau rất đẹp nhá. Nó cũng đã được đánh giá là một trong những con mà chụp ảnh rất là đẹp này. Nó hỗ trợ công nghệ là Super Stereo OIS này. Đó. Máy màu xanh, hiện tại con S10 Lite này em đang bán với giá là 3.400.000 đồng. Đó, 3.400.000 đồng. Sẽ tặng cho người là cường lực này và tặng sạc cáp bảo hành 3 tháng nhá. Con màu đen này thì ở viền thì nó có cấn nhẹ một chút này. Đó. Nó cấn vài chỗ. Hình thức thì đấy em đánh giá cũng được khoảng 97-98%. Màn thì cũng khá là đẹp mọi người nhá. S10 Lite đều là bản 2 SIM chính hãng, pin 4500 này. RAM 8/128GB. Con này thì em sẽ bán cho người với giá là 3 triệu mọi người nhá. Đấy em bán con này 3 triệu này. Đó, bảo hành 3 tháng luôn, tặng cường lực và tặng sạc cáp. Hai chiếc S10 Lite mọi người nhá. Mọi người quan tâm chiếc nào, mọi người alo trực tiếp cho em hai sớm bên trên bảng gỗ này giúp em ạ. Rồi tiếp theo, sang một chiếc nữa là một chiếc Samsung M51. Cho ai mà cần cái thời lượng pin thì cực kỳ trâu. M51 bản công ty 2 SIM, pin là 7000 mAh và cấu hình của nó thì sẽ là RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Có trang bị vân tay cạnh sườn mọi người nhá. Rồi là mở một khuôn mặt đầy đủ. Con này thì màn công nghệ là OLED nên là trang bị một cái màn hình khá là đẹp này. Cắm trước này. Đây cắm sau này, góc rộng góc hẹp đầy đủ hết cho người luôn. Màn to, loa to, pin khỏe, cổng sạc Type-C 3.5 đầy đủ, 4 mắt camera sau. Máy màu đen mọi người nhá, 2 SIM 2 sóng. Chiếc này thì em đánh giá còn khá là mới, khoảng 98-99%. Và chiếc M51 này thì em sẽ bán cho một người với giá là 3.600.000 đồng, sẽ tặng cho người là ốp lưng, dán màn và sạc 25W, bảo hành 3 tháng mọi người nhé. Tiếp theo là một chiếc Samsung, chiếc này là chiếc A24 bản chính hãng Việt Nam 2 SIM, pin được trang bị là pin 5000 mAh và cấu hình của nó sẽ là RAM 8/128GB. Cái dòng A24 nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là RAM 6/128, một phiên bản là RAM 8/128, thì con này sẽ là bản RAM 8/128 mọi người nhé. Máy thì đều rất là đẹp luôn. Cam góc rộng hẹp là đầy đủ hết cho mọi người luôn này. Đó, vân tay kia cũng còn một chạm này. Máy màu đen,
Con này thì cũng còn được khoảng 99 luôn, rất đẹp mọi người nhá. Ba mắt camera sau đẹp, vẫn là đủ kiểu sạc tai si này. Jack tai 3.5 có hết nhá. Chiếc A24 này thì em sẽ bán cho người với giá là 3 triệu. Đó, máy sẽ bảo hành trong vòng là 4 tháng, tặng ốp lưng, tặng dán màn, tặng sạc cáp đầy đủ hết cho mọi người nhá. Và tiếp theo là sản phẩm Samsung M235G bản Hàn, hỗ trợ là một SIM, một sản phẩm mà hiện tại đang bán khá là chạy trên toàn quốc. Đó là chiếc M235G. Con này thì trang bị cấu hình thì được RAM 4 128GB, tần số quét màn hình là 120Hz và trang bị con chip là Snap 750 5G, nên là cho cái khả năng tương tác với máy khá là nhanh nhạy và cũng được trang bị 5G tại Việt Nam. Đây, em đi vào trong giới thiệu cho mọi người nhé. Đây M236 này, ở Hàn thì nó sẽ gọi là Galaxy Bud D2, còn ở Việt Nam nó sẽ gọi là M23. Đây M236 nhé, M235G. Pin được trang bị là pin 5000 mAh và cấu hình sẽ là RAM 4 128GB, trang bị một cái màn hình TFT, trang bị 120Hz là khá là đẹp luôn, màn hình khá đẹp mọi người nhé. Vân tay có kết hợp rung gần một chạm và nhận diện khuôn mặt. Cái camera cắm trước đây khá đẹp mọi người nhé. Mọi người nhìn đánh giá này, một cái máy hơn 2 triệu đồng mà cái nức ảnh như này thì em nói thật mọi người là quá là đẹp rồi. Cam sau đây, đây mọi người nhìn ảnh đây, góc rộng, góc hẹp, các thứ là không thiếu thứ gì luôn mọi người nhé. 0.5 đây, rất đẹp này. Đó, có như là M235G. Đó, bản Hàn trang bị là một SIM. Mọi người nhìn máy cái màu cái màu này gọi là cái màu gọi là màu hồng đi, gọi là màu hồng nhưng mà không phải hồng hẳn đâu, gọi là cái màu sâm banh, là cái màu rượu sâm banh, nó cũng na ná như này mọi người nhá. Máy rất đẹp luôn, đẹp keng hết luôn này, cục sạc tay chỉ sạc nhanh, chắc tay 3.5 đầy đủ hết này. Em có 3 màu mọi người nhá, cái này gọi là màu hồng sâm banh đi, và một cái màu nữa là thôi gọi là màu đỏ sâm banh nhá, không phải có màu hồng, màu đỏ sâm banh. Một cái màu này là một màu xanh da trời. Đây mọi người nhìn máy thì đều đẹp zin keng hết luôn này. Đó, xanh da trời mọi người nhá, đẹp zin keng luôn. Đó, đều giá với nhau là giá là 2.550.000. Em quên báo giá nhá, cái giá M235G này là 2.550.000, bao gồm là tặng cường lực và tặng sạc 25W. Đó, và một cái màu xanh rêu. Đấy, một màu xanh rêu, có 3 màu mọi người nhá. Máy đều rất đẹp luôn. Em bán cái dòng M235G này rất là sướng này. Pin trâu sóng khỏe này, loa to, màn hình các thứ rất là nhạy luôn, có 5G. Đó, mọi người quan tâm cái dòng M235G giá 2.550.000. Mọi người alo ngay cho em nhé, bảo hành trong vòng là 3 tháng, lưỡi một tháng đầu tiên. Và tiếp theo giới thiệu mọi người một con Oppo A95. Oppo A95 này là bản trang bị 2 SIM 2 sóng này. Con này màn hình là trang bị là màn hình 6.43 inch, chip Snap 662 này. Cấu hình là RAM 8 cộng 4GB ngoài và bộ nhớ là 128GB. Màn AMOLED nhé, con này màn zin luôn, hiển thị khá đẹp luôn, không ám. Đây, cam quýt này, rất nét luôn. Pin bọn Oppo này thì cực kỳ trâu rồi mọi người nhá. Máy màu bạc, gọi là màu bạc đa sắc ấy, rất đẹp luôn, đẹp gần như đẹp zin keng hết mọi người nhá. Cổng sạc tai si Jack 3.5 này, ba mắt camera sau. Đó, Oppo A95 em bán con này với giá là 2.150.000 đồng, 2.150 cho chiếc Oppo A95 mọi người nhá, tặng cường lực và tặng sạc cáp bảo hành 3 tháng. Và cuối cùng video ngày hôm nay là một chiếc Samsung A12 bản công ty chính hãng 2 SIM. Đó, pin trang bị là pin 5000 mAh và cấu hình của nó thì sẽ là RAM 4 128GB. Con này trang bị vân tay cạnh sườn này, kết hợp đúc nguồn một chạm này. Camera trước sau, đây, góc rộng hẹp đầy đủ nhá. Trước đây khá là nét luôn. RAM 4 128 cho chiếc A12. Máy màu đen rất đẹp mọi người nhá. 4 mắt camera sau, cổng sạc tai si Jack 3.5 này. Chiếc này thì em sẽ bán cho người với giá là 1.700.000 đồng, tặng ốp lưng, tặng dán màn, tặng sạc đáp bảo hành 3 tháng cho mọi người nhé. Vừa rồi là những sản phẩm hiện tại đang có sẵn tại cửa hàng của em trong ngày hôm nay. Và mọi người quan tâm sản phẩm nào, mọi người alo trực tiếp cho em qua hai số bên trên bảng gỗ để đặt hàng, và đến địa chỉ 133 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Nếu mọi người gần có thể qua xem hàng trực tiếp mọi người nhé. Và mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh cho em, xin một cái nút bấm đăng ký kênh và cái chuông bên cạnh để làm gì? Để mọi người được nhận những thông báo video nhất hàng ngày mà em đăng về máy của mọi người, để mọi người đỡ cứ phải kiểm tra xem có video mới hay không. Mọi người bấm chuông thì video mới sẽ thông báo hàng ngày cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người, và bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.